giấu này, chị giấu khoai lên trên nhé. Dấu ơi, thấy dây dài ạ. Nó là cái chỗ để cái vui lên. Dây dài cứ qua thôi. Không chỉ gì. Thank you.
ơi, rau cũng chả với em này. Thank you.
Đứa ra đây à, uống nước ép hoa quả của bác này. Vâng. Ở đây. Chia cho. Đấy, ở đây. Vào trong này. Bác lấy đá cho vào nhé. Vâng. Tới. Đấy, sang bên này một phần này. À, bên kia đi. Đây, mình ép sang đây. Đây. Lấy quá. Của em Yến này. Cho em Yến nào này. Thầy Hà cầm cho em Yến nào. Dạ. Nóng quá. Nóng quá. Đợi đã nhá, để mẹ nấu nhá. Với bác chơi ông ăn quan nhá. Bác đi nhặt đá cho. Ăn quan gì? Ông ăn quan đây. Ông không biết cái gì đâu, có biết chơi cù hay không chơi quan đâu. Đi chơi cù đấy. Ừ. Bác bảo chơi ăn quan mà nhặt đá này ngân này. À chơi. Có tiếp. Chỗ này con nó có ngồi không đâu. Ngồi đâu? Không. Có mà. Ngồi mà. Ngồi đâu?
Có mà. Đúng đâu. Nó. À, nó quá đậu, đậu sao nó mà. Đấy, nước dưa hấu nha. Ngọt không? Các con đấy lấy ấy về thì vào để vào đây nhá. Con nó quá. Đây. Cho vào đây để bác đi vứt. Con nó. Con để vào đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thấy lai hơn nó trong bằng cạn nhỉ. Ở trong còn có nhà à chú? Ha ha ha.
Ngày mai đó là chú nhà cháu đi về ạ. Không nhớ mặt nhưng mà cần chỉ cần đói rồi. Đấy, không ăn á, cháu mau cho xong hả?
má. Ơi, hú hẹp bên đây nấm. Đó. Ờ, lâu lắm đi chắc ca, hú là hú. Hú là muốn tốt cơ. Là dán lộ. Của ba con kia kìa. Ba con á. Đâu, cháu mày chúc mà cả cháu ca mà ô mà. Mày thấu thua nó, mày nặng nó mới xài quá, không phải xin nhá. Nhà thôi cô, lo đâu. Đây nhá, đủ 10 chứ cô. Đủ. Đủ bao nhiêu? 22 nghìn thôi nhá. Đó. Đã chào bán hết rồi. Bác lấy nhá. Chị. Vi Thúc ơi, lần đầu đây. Bảy lô, đã chào các bảy đây. Đi khai đấy. Lầu du. Đây. Ăn nước lắm. Nước cà. Cái này hòn hòn ao nước lá cá. Cái gì? Hôm nay đây ra cái quả. Có. Hả? Chúng mình chú mà biết hiểu. Bảy 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 là uống đi thôi. Mình lấy chiếc cầu chứ thôi. Lấy về. Tuần này chị mới đi thôi. Thấy thank you.
không cốt nha. Đẹp này cơ mà, thấy chưa? Đem lên à, thả ao trên này mà. Ờ, mít khai à? Thôi, có được.
ôi. Tôi lại cậy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thank you.
con này này. Đó. Con này vẫn còn thở mang. Ừ, nhưng mà con này có phải cùng như con này không? Dạ. Con này tùy lấy con nào lấy. Hai con điện thoại cũ hỏng bán đi. Điện thoại cũ hỏng bán nào? Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến, thuốc rắn, thuốc mối, thuốc mê bỏ chó đây. Hai cái thuốc, một bóng sống, một tẩy lòng máy giặt, nước tẩy trắng quần áo nào. Hai cái thuốc, mua võng, con nhà Hồng Vương ấy. À, thế hả? Thuốc kiến, thuốc rắn, điện thoại, cũ hỏng, bán nào? Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến. Em chào tổ ăn con á. Em cần tính công chương trình cao. Dạ, mua. Tất cả các loại giấy tờ, đề đẹp, không bị phụ nữ. Chúng tôi chuyên đếm đẹp các loại chìa khóa khác. Hai các chìa khóa đây. Cảm ơn không nè ông ơi. Mua bóng, giao bánh chuột, giao bánh chuột.
để thuốc kiếm, thuốc rán, thuốc mê bỏ chó ra. Hai cái thuốc mê bỏ chó ra. Hai cái thuốc một sông sấu, thải lòng mấy lần, nước tẩy trắng quần áo nào. Hai con hồng vàng, thu hỏng mái đi, thu hỏng vàng, thu hỏng. Mua bóng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc chiến, thuốc rán, thuốc mối, thuốc mê bỏ chó đây. Một tẩy lồng máy giặt, nước tẩy trắng quần áo nào. Hai con điện thoại cũ hỏng bán đi, điện thoại cũ hỏng bán nào. Cho mượn cái túi nhá, tí giá. Cái này cô chưa? Cô rồi.
cân giấy lá. Thế hay thắng ạ. Chơi này. Mượn đi, cứ làm nhé, anh không dùng thang. Vâng, vâng. Nào.
nào mình bán cái này được bao nhiêu tiền? Cành to quá không bắt được thật. Nặng quá đi. Cành to ấy. Cái này, cháu quay cái đặc sản, cái bánh như cô giới thiệu cho nhà ta nó to, cả lá lai nó to, nó tròn.
Thôi được không? Chạy cho nó. Nhưng mà mình đàn ông làm phím. Mất tiền mua 5.000 bán 10.000 được rồi. Biết bây giờ quen chả biết bàn nào ra bán. Bác của nó không bán chẳng lấy bàn luôn. Em ơi vải bán thế nào em ơi? Vải bán nào em ơi? Một cân được vào 3 điếu. Thế thôi, 1 cân thôi. Thế là thả bỏ thế. Rồi mày ăn, ngâm đẩy chợ. Thông cảm. Như là bên kia đầy đỏ không cả. Cái của mình nhá. Anh dặn làm sao mà mua được vườn, cứ bảo dặn đấy đấy 15.000 bán hai con chưa lông cho. Bốn quả một cân.
thấu quả đấy anh ạ. Nhiều nước so với mang này. Người ta mua, ta cứ bóp, mình mua lại, cứ bóp, em bóp, 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 thank you.
Sốt quả bằng mãi kìa. Rồi đây, tốt hơn không? Anh này này à, lui sát lắm. Sốt quá nè. Bảo cho gắp cho bảo một miếng nhá. Thế là con trai là con khác. Nên cũng ăn đi. Nên ăn giỏi thôi. Đấy, ăn giỏi như anh bảo ấy. Con cắn thử luôn. Đấy, bảo anh bảo cho anh. Bố ăn cho mấy chuyện cho ngày mai nó đi học. Con phải đi rồi đấy. Thank you.
Ba ba la mười ông đi.
Bà nội đâu? Về đây nào. Về đây, ngồi đây. Đây, mẹ múc cho ăn nhá. Trời ơi, ngon lắm. Múc cho ngon. Trời ơi, ghê, ngon thế. Là ăn chè. Bố ăn bát này đây. Bố một bát chè. Ăn ơi. Xin mời, xin mời. Ngon quá. Vâng, đây. Đây. Đây của bà đây. Ăn đi, múc được một bát ăn đi. Ngon nhá. Nhiều đá quá đi, bà không ăn nữa. Nước ấy. Trẻ ra, những trẻ ra không? Trẻ đâu, nó đi ăn như cạch. Cái này gì? Thank you.
30.000 thôi.
coi. Oh.
là cây nào? Ha ha ha!
Kiếp 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 kiếp. Được hai bên. Kiếp 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 kiếp. Kiếp 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 kiếp. Kiếp 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 kiếp.
con nhiều buổi chưa bà con? Lấy được thì chuyển được thì chuyển, mà không chuyển được thì nó tính sau, thế nó nhanh. Gặp kim thì kim cho lấy từ trên xuống dưới thôi nhá. Em cho nó dập nó. Dạ em lấy rồi. Ở trên cao xuống anh. Xuống nó dập hết rồi không? Vâng. Em không có túi đỏ, chỉ thấy túi xanh á. Sâu đấy. Coi này em lấy trên cây cao ấy. Nó còn chửi mẹ kia. Đấy. Nó còn chửi mẹ kiến. Ngon mà anh. Chua đâu mà chua. Cô chọn đi. Quả to ngọt mà cô. Hôm qua cháu lấy mùi từ trên cây cao xuống ấy, ném nó. Đây cô, quả này ngọt lắm nhá. Các bà thương là về với con ngay. Ngày mai con xin nhá. Mai gọi nhá, mai mua món nhá. À tùy từng cái bà ơi. Quả sâu quả. Cháu không có túi bé đấy. Đấy phải con. Thank you.
Đi xin nước nữa mà. Để luôn đấy. Thank you.
Ngọt bạn. Ăn đường mà. Đây quầy luôn. Đây có. Thì mấy tôi hôm nay sẽ sửa anh cho buổi sức. Lâu trước về tranh thủ cho đi chụp ảnh.
bác học cô giáo mẹ thôi bác ạ. Được lâu hơn nhỉ, bắt độ mềm chắc làm được đâu nhỉ, bắt được 2 cân 4 bác ạ.
thôi. Vừa hết việc đi phát đồ này. Quả mọc đầy. Em cứ chặt thôi, cái nào nó cứ chặt. Cái nào đẹp cứ chặt đi. Chặt cái này. Hả? Nào cũng chặt, anh chặt đi, chặt bên kia đi, em chặt không?
Để đấy nhá. Đi. Không phải thả đi. Vừa xin. Không người mấy mấy. Anh lấy thủng đâu? Không thủng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chôn một cái ở đây xem nó đều nhau. Chôn đi. Thử thì em anh chôn bây giờ. Ờ, tí cho nó tắm nha. Cho nó tắm bởi vì không có ai chế em lên ạ. Đất nó lún cái này lún hết rồi.